Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thường trực lấy ý kiến của nguyên lãnh đạo tỉnh và dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Huyện Tiên Lữ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn tại xã Bắc Sơn. Huyện Yên Mỹ cần đẩy nhanh xử lý các bãi rác ven đường giao thông. Hoang mang với một số dịch vụ của FE Credit. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Văn Cảo, Nguyễn Đình Phách, Cao Văn Cường, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thông, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã thông báo khái quát tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng làm rõ thêm những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua và phương hướng trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, hai vấn đề có ý nghĩa chiến lược là hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, như đề nghị cần đánh giá đúng tình hình, tiềm năng, lợi thế của tỉnh so với các tỉnh trong cả nước để có mục tiêu giải pháp phù hợp, chú trọng phát huy lợi thế về vị trí địa lý của tỉnh để phát triển kinh tế xã hội, tập trung ưu tiên cho phát triển giáo dục đào tạo, thu hút các trường cao đẳng, đại học về khu đại học Phố Hiến, xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh. Bước đột phá về công tác cán bộ để lựa chọn đội ngũ cán bộ thực sự có tài năng, tâm huyết, phát triển công nghiệp công nghệ cao, tăng cường bảo vệ môi trường, chú trọng công tác quản lý đất đai. Thời gian gần đây, huyện Tiên Lữ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân được tốt nhất. Đến nay, tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã được đầu tư xây dựng bộ phận một cửa hiện đại và đều đã ứng dụng phần mềm một cửa điện tử. Các thủ tục hành chính được thực hiện niêm yết công khai, đơn giản hóa, đảm bảo tính pháp lý, minh bạch và công bằng cho mọi đối tượng đến tìm hiểu và thực hiện các công việc liên quan về các thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã cung cấp được trên 500 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện và cấp xã. Bộ phận một cửa của huyện đã tiếp nhận và giải quyết trên 2.600 hồ sơ. 100% hồ sơ giấy tờ được giải quyết sớm hoặc đúng thời gian quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Thời gian qua, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào không ngừng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Do đó đã tạo được hiệu quả trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh cơ chế một cửa liên thông. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, phường đã tiếp nhận và giải quyết được trên 7.300 hồ sơ của các tổ chức và công dân, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Vì vậy, phường Minh Đức luôn cố gắng thực hiện giải quyết đủ, trả đúng hạn các hồ sơ ngay trong ngày, không để hồ sơ quá hạn, chủ yếu là hồ sơ chứng thực và hộ khẩu. Trong đó, phường đã phân công 3 cán bộ tư pháp và 2 cán bộ văn phòng làm công tác bộ phận một cửa, trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc cho bộ phận một cửa như máy tính, máy photocopy, máy in, nhằm phục vụ người dân trong giao dịch, áp dụng phần mềm quản lý hộ tịch, quản lý đất đai được dễ dàng, kịp thời và hiệu quả. Đẩy mạnh chăm sóc cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã giúp cho 30 hectare cam của hợp tác xã sản xuất tiêu thụ rau củ quả chất lượng cao Lam Sơn, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên cho sản lượng cao. Được thành lập từ năm 2018, hợp tác xã sản xuất tiêu thụ rau củ quả Lam Sơn thu hút gần 50 hộ gia đình tham gia với diện tích trên 30 hectare. Do tuân thủ nghiêm chế độ chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, nên cam của hợp tác xã cho chất lượng quả ngon, ngọt, đều quả và mẫu mã đẹp. Theo các hộ trồng cam cho biết, mặc dù sản lượng lớn, giá thành hạ hơn so với năm 2018,
nhưng cam của hợp tác xã vẫn dễ tiêu thụ do được các tư thương và người tiêu dùng đến tận vườn thu mua với giá 20.000 đồng một kg. Ước vụ này, toàn hợp tác xã thu được 80 tấn quả, tăng hơn năm 2018 trên 10 tấn. Bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện hiến đất để làm đường, đến nay các tuyến giao thông chính tại xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi đã có sự thay đổi rõ rệt. Từ năm 2018, khi thực hiện giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên xã, đã có 138 hộ dân tự nguyện hiến 1.500m2 đất thổ cư với số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Đến nay, số hộ tham gia hiến đất lên tới 234 hộ thuộc các thôn An Đỗ, An Khải, Vân Hà với tổng diện tích 3.100m2. Nhờ đó, 3,7 km đường liên xã được mở rộng. Được biết trước đây, diện tích bề mặt đường chỉ rộng từ 2 đến 3 mét. Đến nay, trừ hệ thống thoát nước hai bên đường, thì diện tích bề mặt đường rộng hơn 5 mét rất thuận lợi cho các phương tiện và người dân lưu thông. Yên Mỹ là một trong những địa phương tồn tại khá nhiều điểm tập kết rác thải ở ven đường giao thông. Các điểm chứa rác thải này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm mất mỹ quan, ảnh hưởng an toàn giao thông, thậm chí ảnh hưởng cả đến môi trường đầu tư của tỉnh. Trước thực trạng này, ngày 22 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử đã yêu cầu huyện Yên Mỹ khẩn trương xử lý và di chuyển các điểm tập kết ra khu quy hoạch. Tuy nhiên đến nay, địa phương này mới chỉ thực hiện đóng cửa được 3 điểm tập kết tự phát, gần chục điểm còn lại đến nay vẫn chưa có giải pháp cụ thể. 3 điểm tập kết rác tự phát đã được huyện Yên Mỹ đóng cửa, gồm điểm tập kết trên đường 379 thuộc xã Yên Phú, điểm trên đường 39 thuộc thị trấn Yên Mỹ và một điểm trên đường 39 cũ trên địa bàn xã Lưu Xá. Các điểm này được dựng rào chắn xung quanh, đồng thời vận chuyển san lấp số rác tồn đọng. Tại điểm tập kết trên đường DH40 nối hai đường 39 cũ và 39 mới nằm cạnh khu công nghiệp dệt may thuộc xã Lưu Xá, lượng rác thải còn tồn đọng nhiều hơn so với cách đây hơn một tháng thời điểm kiểm tra. Không những thế, mà rác còn bị đốt cháy thường xuyên như thế này. Ủy ban xã vẫn có thường xuyên kiểm tra nhưng mà lợi dụng các cái ngày là giờ nghỉ, ngày nghỉ hoặc là đêm tối thì nhân dân ở xung quanh đây là vẫn cứ chở rác ra đổ trộm và các cái công ty xung quanh là cũng thường xuyên là cũng đổ trộm. Cái thứ hai là đang chờ kinh phí của các cái doanh nghiệp hỗ trợ và các cái là cái nguồn kinh phí khác để di dời cái bãi rác này. Còn với điểm tập kết tạm thời của thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, nằm cạnh đường 39 và chỉ cách các cơ quan của huyện vài trăm mét, là một trong ba điểm phải di chuyển theo yêu cầu của tỉnh. Nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì khả quan, thậm chí còn có chiều hướng phát sinh thêm. Thôn xã cho đổ huyện bảo đẻ đây. Huyện mới xúc cách đây một tháng rồi. Xong giờ lại đầy các bác ạ. Hiện nay tôi cũng cố gắng là rác của bà con đến đâu là tôi vận chuyển xuống nhà máy đến đó. Để còn đâu thì hiện trạng bây giờ thì cũng chưa có phương án để chuyển được các bãi rác ra khỏi cái chỗ vị trí cũ. Ngoài ra trên địa bàn huyện Yên Mỹ vẫn còn đang tồn tại nhiều điểm tập kết rác thải nằm ngay cạnh các tuyến đường giao thông, thậm chí là ngay gần khu dân cư như ở xã Tân Lập, Đồng Than, Yên Phú. Khi đó, yêu cầu của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là địa phương này phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, có một người phụ nữ đã hy sinh hạnh phúc riêng, dành cả tuổi thanh xuân để thay anh chị chăm sóc cha mẹ già. Khi đã đứng tuổi, lại nuôi hai đứa cháu thay em gái, một đứa bị thiểu năng trí tuệ. Chị là Lê Thị Dưa ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Câu chuyện về cuộc đời chị là những tháng ngày gian khó nhưng luôn ấm áp tình người. Đây là hai anh em Tâm và Tình. Hai đứa trẻ mồ côi được chị Dưa chăm bẵm từ tấm bé. Tâm năm nay 20 tuổi, cậu bị thiểu năng trí tuệ, còn Tình đang ở độ tuổi 15. Lúc Tâm chào đời, chị Dưa bắt đầu học cách làm mẹ, từ việc nấu ăn đến việc chăm bẵm cháu. Thì cứ thấy người ta bảo này à, cho nấu cháo thì là vùi xuống bỏ tí hoặc là nước mắm mì chính cho cháu ăn đi chứ còn sữa sung đâu. Mang tiếng có mẹ nó đấy cơ mà nó hen xiễn cho nên là nó đẻ ra cái tôi đã phải lo cho hai thằng rồi. Mẹ hen cứ rụt cổ ngồi đấy thôi. Khi Tâm lên 7
tỉnh lên hai thì bố mẹ hai em lần lượt qua đời. Từ đó chị Dưa một mình nuôi hai đứa trẻ ngây dại. Không biết bao nhiêu lần chị Dưa hốt hoảng đi tìm Tâm khắp làng trên xóm dưới vì cậu bé hay bỏ nhà đi lang thang. Giờ Tâm đã lớn, không còn bỏ nhà đi nữa, em cũng đã biết làm những công việc đơn giản. Em chưa mắt lắm, sân này, chơi vườn này, rồi cơm, hát cái dương này. Thời con gái, chị Dưa có bao nhiêu người theo đuổi, ngỏ lời cầu hôn. Nhưng nhìn lại cảnh nhà, cha mẹ già ốm đau, anh chị em gia thất chưa yên, chị lại không đành. Khi bắt đầu con gái thì cũng có mấy đám hỏi, còn mà lúc đó thì anh tôi đã chết từ lúc năm 91-92. Ông bà thì cũng thích cho con gái đi lấy chồng, còn mà đến lúc này mà đi thì này, đi giờ cứ khóc nóc bảo đi thế này thì ở nhà ai cấy cho em cứ thế này. Thế là tôi nghĩ của thân nên tôi bảo thôi thế này thì đi giờ mình mà đi thì chị dâu mà nuôi được bố mẹ thì cũng khó lắm vì nó không có anh trai. Thế là tôi cứ dần dần tôi cứ nâng ná, thế là tôi bảo là thôi thì không đi lấy chồng nữa, tôi ở nhà tôi nuôi bố mẹ. Cả tuổi xuân chăm lo cho cha mẹ già, giúp đỡ anh chị em, rồi lại thêm gánh nặng hai đứa cháu. Vì thế mà cái nghèo đói cứ bám giết lấy chị. Song chưa lúc nào chị hối hận về điều mình đã chọn. Mấy hôm nay, bà bác cháu đang tất bật chuẩn bị xây nhà mới, ngôi nhà do chính quyền đoàn thể xã hỗ trợ cho hộ nghèo. Ước mơ của em là cầu thủ để kiếm tiền nuôi bác và nuôi anh của em. Đã ở dốc bên kia cuộc đời, nhưng chị Dưa vẫn chưa có giây phút nào để suy nghĩ cho bản thân mình. Nhiều hôm hai cháu đang ngủ tôi cũng cứ nghĩ bằng này thế này thì không biết là mình có sống mình nuôi được cho hai cháu cho nó trưởng thành hay không. Anh nó đã như thế rồi thì em nó nuôi không biết là ngày sau này anh em như thế nào. Là anh em không có họ hàng thì không. Tôi cũng cứ nghĩ nhiều đêm tôi cũng không ngủ được. Chị Dưa, một người phụ nữ bình dị nhưng lại có đức hy sinh thật đáng trân trọng và một trái tim ấm áp. Chắc chắn đó sẽ là động lực để hai anh em Tâm và Tình vượt qua những khó khăn trên chặng đường phía trước. Không chỉ sống chan hòa, được bà con lối xóm yêu mến, với tấm lòng yêu quê hương, những năm qua bà Nguyễn Thị Phái, thôn Tổ Hòa, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ đã tích cực đóng góp gần 500 triệu đồng để tôn tạo các công trình tín ngưỡng tại địa phương. Bà Phái đã ủng hộ trên 300 triệu đồng để tôn tạo lại đền Bà Chúa, một di tích cấp tỉnh của địa phương. Bà còn tình nguyện góp đất để mở rộng khuôn viên, trồng cây xanh tại đền để cảnh quan đền được thoáng đãng. Bà cũng ủng hộ 90 triệu đồng để sửa sang lại đình làng. Không chỉ tham gia đóng góp, bà Phái còn tích cực vận động bà con trong thôn đóng góp được hàng trăm triệu đồng để bê tông hóa đường làng. Trong đó, gia đình bà cũng đã ủng hộ 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, bà Phái cũng là người đã đứng ra thành lập nên hội khuyến học của thôn với số tiền quỹ trên 80 triệu đồng, hàng năm trao thưởng, động viên các cháu học sinh giỏi của thôn. Vừa qua, bà đã ủng hộ gia đình bà Đỗ Thị Việt, một hộ nghèo trong thôn 10 triệu đồng để xây nhà. Cùng nhiều hoạt động nhân ái ý nghĩa khác, bà Phái là một điển hình trong việc giữ gìn các giá trị văn hóa của quê hương. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường 385, đoạn qua địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, đã nhiều lần ra quân giải tỏa các lều quán lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Tuy nhiên, việc chiếm dụng lòng đường để buôn bán vẫn tái diễn. Trong khi đó, chợ Như Quỳnh được xây dựng và đi vào hoạt động hơn 2 năm nay, nhưng nhiều gian kiosk vẫn còn bỏ trống. Để xảy ra tình trạng trên, do cấp chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng huyện Văn Lâm đã không cương quyết trong việc chống tái lấn chiếm và xử lý vi phạm. Được biết, năm 2018, để ngăn chặn các hộ tiểu thương dừng lều quán bán hàng, huyện Văn Lâm đã trích kinh phí hàng trăm triệu đồng để xây dựng vườn cây để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, nhưng chưa được một thời gian, các lều quán cố định lại mọc lên. Trong khi đó, một thực tế đang diễn ra gần đó là chợ Như Quỳnh được xây dựng và đi vào hoạt động hơn 2 năm nay, nhưng nhiều gian kiosk vẫn còn bỏ trống. Trước nghịch lý trên và để tránh ùn tắc giao thông trên tuyến đường 385, huyện Văn Lâm và Ủy ban nhân dân thị trấn Như Quỳnh cần giải quyết dứt điểm các vi phạm chiếm dụng lòng đường vỉa hè để các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Đồng thời, phối kết hợp với nhà đầu tư cho công tác tuyên truyền, vận động để các hộ tiểu thương di rời vào trong chợ Như Quỳnh họp để việc buôn bán kinh doanh đảm bảo an toàn văn minh. Thưa quý vị và các bạn, vay tiền thì dễ nhưng chậm hạn trả nợ là bị gọi điện, nhắn tin đòi nợ liên tục. Nhưng có điều kỳ lạ là có những trường hợp không hề vay tiền vẫn bị đòi nợ.
đó là thực trạng về dịch vụ vay tiền qua thẻ tín dụng FE Credit, một sản phẩm của công ty tài chính tiêu dùng trực thuộc ngân hàng VPBank. Đầu năm 2019, chị H ở phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên được công ty tài chính FE Credit gửi cho một thẻ tín dụng với lời tư vấn vẹn vẹn đề phòng khi có việc cần đến. Tháng 2 năm 2019, khi cần tiền, chị H đã rút tiền từ thẻ trên 28 triệu đồng. Sau 5 tháng, đã trả gần 12 triệu đồng. Đến tháng 8 năm 2019, khi muốn hoàn trả hết số tiền đã vay, chị H mới biết mình vẫn còn nợ tới 27 triệu 400 nghìn đồng. Không chấp nhận sự bất thường về số tiền gốc và lãi, chị H đã quyết định tạm dừng trả tiền và chờ gặp mặt đại diện của FE Credit để giải quyết dứt điểm. Từ đó, gia đình chị H liên tục nhận được những cuộc điện thoại tin nhắn đe dọa đòi tiền từ nhiều số điện thoại khác nhau. Họ liên tục gọi điện, có ngày gọi cho tôi hàng mấy chục cuộc điện thoại để đòi tiền. Họ còn nói giọng giống như một hình thức đe dọa là họ theo dõi Facebook cá nhân của tôi, thì họ sẽ làm cho tôi phải bẽ mặt. Đe dọa không phải chỉ diễn ra với mình chị H mà với cả người thân của nhân viên FE Credit khi tiếp cận dịch vụ này. Cậu tứ vay để chậm 2 tháng tin nhắn của cho công an tỉnh về làm việc với bên nhìn như là chính người thân nhà mình chứ không phải là ai khác đâu. Nhiều người không hề vay của FE Credit cũng bị đòi nợ. Gần 2 năm nay tôi liên tục bị làm phiền bởi nhân viên của công ty tài chính FE. Tôi chặn số này thì họ lại dùng số khác gọi điện. Tôi có ghi âm được cuộc gọi điện của họ. Chị không liên quan gì đến anh nào là Trần Duy Hải, nên tốt nhất là đừng có gọi vào số này nữa. Chị đã liên hệ với bên em rất là nhiều lần rồi và bên em không thay đổi thông tin với chị cả. Không tìm thấy văn phòng giao dịch của FE Credit, sau nhiều lần dò tìm, phóng viên đã liên hệ với người được cho là đại diện của FE Credit tại tỉnh Hưng Yên. Vị đại diện này cho biết mình không được quyền phát ngôn về báo chí nên không đồng ý gặp mặt. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao lại có tình trạng đe dọa khách hàng, vị này trả lời. Công ty anh không hiểu cái tình trạng các bạn làm gì đã làm việc đó. Chưa có gì xác minh là cái đấy là của bên mình cả. Người ta chắc là ví dụ như là những con sâu còn làm dầu nồi canh, hoặc là những nhân viên kiểu gì đấy, hoặc là đối tác ngân hàng. Chúng tôi đã tìm gặp đại diện của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hưng Yên để làm sáng tỏ sự việc trên. Tuy nhiên thì trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không tồn tại văn phòng giao dịch chính thức của công ty tài chính FE, nên việc thanh tra kiểm tra đối với cả tổ chức này là gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình trạng vay tiền online nở rộ như hiện nay thì cũng khuyến cáo với người dân không nên vay tiền qua mạng của các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính không rõ nguồn gốc, tránh tình trạng vay rẻ và khó trả. Vừa qua, Tòa án Nhân dân thị xã Mỹ Hào xét xử lưu động một vụ án trộm cắp tài sản và 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà văn hóa, tổ dân phố Thịnh Vạn, phường Bình Đức. Tòa xét xử bị cáo Chu Văn Hễ sinh năm 1984, cư trú thôn Đồng Than, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, và Vũ Thị Luyến, tên gọi khác là Vân, sinh năm 1987, trú quán tổ dân phố Cộng Hòa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2019, tại cửa nhà ông Nguyễn Ninh ở tổ dân phố Cộng Hòa, phường Bần Yên Nhân, Chu Văn Hễ và Vũ Thị Luyến đã lấy trộm chiếc xe máy trị giá 3 triệu 500 nghìn đồng của ông Hà Hữu Hiền. Tòa tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Luyến 1 năm 3 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Tòa cũng xét xử và tuyên phạt các bị cáo Kiều Thanh Xuân, sinh năm 1984, cư trú thôn Dương Xá, xã Dương Quang, Quảng Văn Khánh, cư trú bản Mường Bú, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Bị cáo Nguyễn Xuân Hùng, sinh năm 1989, cư trú tại thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.